Xin chào anh em, nay phép lên hai con cùng cha khắc mẹ anh em. Dòng xu mà chỗ đẻ thì khác nhau, thằng đẻ ở Indo, thằng đẻ ở Việt Nam. Anh em nha, xem clip tự đánh giá đi anh em, để phép nó hoài cái nó anh em nói phép nó nhiều. Đây cái này, cái đát đi 34.000, máy chắc lắm. Số quê hương của phép này đẹp anh em. Máy anh em ơi, mấy cái này thì máy móc nó thì nói chung là không có gì để bàn đâu, máy ok. Cái này thấy nhỏ nặng kinh khủng anh em, nặng dám ăn. Xe này thì mới lắm, cái gì quay đâu, mới chắc 6.000 mấy cây. Xe này đã 2018 anh em, 18. Này vỏ sau nó thay à, vỏ đầu còn nè, ngày 17.
Cái này để anh em chơi 41 năm rồi nè. Vậy đây đó, 41 năm. Xe này thì 47 năm rồi nè. Xe kia nè. Mắc thật kìa, 6 triệu. Rồi anh em chọn xe nào anh em? Xe này mới quá mới. Chạy này. Thằng gai, thằng xa. Thằng này thằng xa, thằng kia thằng gai. Gai phải gai anh em, gai là BD. Không biết quay gì luôn anh em ơi. Nói vậy đó, vòng vòng cũng có nhiêu quá đó. Ngoài thì mới đó, mới như xe mới rồi vậy đó. Đẹp quá. Xanh xanh đen. Xe này hồ sơ có sẵn anh em. Hồ sơ có sẵn anh em về nhập lẹ đó. Anh em dòm coi nó kiếm chỗ khác nhau giữa hai thằng anh em. Em thấy nó giống quá. Khác nhau chỗ nào ta? Cái này thế cái đuôi đèn đó nó chế lên nè. Cản nó giống hệt rồi đó. Đèn lái. Đèn lái này đỏ hết luôn á ta. Còn này thì nó tách ra riêng nha. Này con đỏ hết thì đỏ lè vậy. Nhanh đỏ là lái đỏ luôn. Chỗ này khó phân biệt rồi nha. Chỗ này cái người người ta chạy ở sau tới á, nếu mà không đi thì chắc cũng khó lắm. Nó đỏ, nó đỏ chơi. À cái cầm tay này nó không có tắt đèn anh em. Xe nhập là thường nó vậy. Xe nhập là mở đèn lên là mở khóa là cháy đèn nè, vậy ta phân biệt được. Còn này nó đẹp màu quá. Cản cũng giống luôn, khác cái gì nữa, đầu cụm đầu đèn cũng giống luôn. Yeah.
Rồi chào anh em. Anh em thích con nào, khả năng mình chơi con nào được thì cho phép hay nha anh em. Xe nào hồ sơ có sẵn, xe đó thì giấy ở huyện cũng phép. Con 41 năm, con 47 năm. Rồi xin chào anh em. Chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ hết nha anh em.